Xin lập. Hai đội vào sân tiếp tục xếp thứ năm. Đỡ bóp hồng, Hải Phòng đỡ bóp hồng. Điểm nhà đội 2-0. Điểm ra rồi, 3-0. Không rõ được, điểm ra rồi, 4-0. Đánh bóng đẹp. Điểm mà đội 5-0. Đi đây. Đánh bóng hỏng để điểm cho Hà Nội 6-0. Hải Phòng cố lên. Ăn điểm. Điểm cho Hải Phòng 1-6. Đập bóng không có lưới. Điểm Hải Phòng 2-6. Tỷ số vẫn thật là rút gọn. Hải Phòng cố lên. Không chết được.
đã bóng hỏng. Điểm cho Hà Nội 7-2. Đánh bóng ra ngoài, điểm ngoài vòng 3-7. Quá khán giả xem cả đấy bóng hộ ở còn cười. Điểm nha rồi 8-3. Bóng ăn điểm. Điểm cho Hải Phòng 4-8. Hải Phòng Hà Nội đỡ bóng hỏng. Điểm Hải Phòng 5-8. Ồ bóng qua nó cứ điểm cho đội 9-5. Cố gắng tiếp tục. Qua giờ điểm cho Hải Phòng 6-9. Bóng đánh ra ngoài, điểm Hải Phòng 7-9. Vừa quả tốt. Điểm Hải Phòng 8-9. Hòa đến đây. Đánh bóng hỏng. Điểm cho Hải Phòng 9-0. Quả đấy ăn mừng sớm quá à. Điểm cho Hà Nội 19. Phát bóng không có lưới. Không đánh được. Đánh bóng ra ngoài. Bóng chặt, tay chặt ra ngoài. Bóng Hà Nội. Hai bên đổi sân. Rồi còn mấy quả thôi, nhiệt huyết đi. Cố gắng.
xin đi kết tập đoàn anh ơi, không có tự do nữa. Đánh đài vào này. Ai vào đây, vào tay chung chưa? 11 tay. Bè bóng tốt. Đẹp ca rồi. 12 way. Tay Hà Nội trả tay ai? Điểm 2 vòng 11-2. Hai vòng Hà Nội đỡ bóng rồi. Chào ngoài đi. Bình tĩnh vào. Điểm 12 đâu. Đá bóng không qua lưới. Điểm 2 vòng 13-12. Đánh bóng qua con lưới. Điểm 13 đều. Đánh bóng ra ngoài. Điểm ngoài phòng 14-13. Ngoài hết. Điểm ra lên 14 đâu. Đánh bóng đá hồng. Điểm Hà Nội 15-14. Đá bóng hồng. Xin trọng tài bên Hải Phòng xin thay người. Xong Hà Nội phát bóng 16-14. Bóng không qua lưới. Bóng không qua lưới. Điểm ra vòng 15-16. Thôi kết thúc. Ra hỏng. Không đỡ kịp. Điểm Hà Nội 17-15. Hải Phòng cố lên. Hai điểm đi. Làm gì không? Tốt. Đã bóng vào. Thêm điểm cho Hà Nội 18-15. Bỏ bóng ra ngoài. Điểm bay vòng 16-18. Điểm
Bánh đai con này. Bánh đai con này. Bánh đai cho cô con này. Đánh bóng trên phía bạch. Điểm cho anh không? Chú ý bắt bạch nào. Bóng chắc tốt. Điểm cho 2018 đều. Điểm cho đội 19-18. Đánh không qua đuôi. Điểm nhau rồi 20-18. Hãy vào cố đi nào. Bóng cạnh ra ngoài. Điểm 21-18 cho Hà Nội. Xếp thứ 3, xếp thứ 5 Hà Nội thắng Hải Phòng 21-18.